Tương thuật trực tiếp trận đấu U19 Việt Nam với U19 Uzbekistan trong khuôn khổ giải U19 quốc tế diễn ra tại thành phố Việt Nam, Trung Quốc, bắt đầu từ 14 giờ 30 phút hôm nay ngày mùng 10 tháng 6, thầy cho huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh hướng đến trận thắng để chia tay giải. Dù được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh vẫn đặt mục tiêu thi đấu hết khả năng để ghi được bàn thắng đầu tiên cũng như điểm số đầu tiên tại giải đấu này. U19 Việt Nam chạm trán U19 Uzbekistan trong trận giao hữu cuối cùng của chuyến du đấu Trung Quốc. Nhìn chung, đây tiếp tục là thử thách khó với thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh. Tinh thần thi đấu và sự tự tin của U19 Việt Nam tăng lên rất nhiều sau màn đối đầu với U19 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai. Các cầu thủ trẻ, trong đó không ít người thuộc lứa U17, cho thấy sự tự tin dù đây mới là lần đầu tiên tập trung. U19 Việt Nam chơi thăng hoa trước U19 Hàn Quốc. Chính các học trò của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh mới là những người sở hữu nhiều cơ hội hơn so với đối thủ. Bàn thua sau cú đánh đầu của Jun Seo Jin là khoảnh khắc mà các hậu vệ U19 Việt Nam thua thiệt về thể hình, thể lực. Điều đáng tiếc hơn là Nguyễn Công Phương và đồng đội phung phí nhiều cơ hội. Trong đội hình U19 Việt Nam, nhiều cái tên cho thấy tiềm năng qua màn thể hiện ở hai trận đầu tiên. Công Phương vẫn là nhân tố nổi bật, cầu thủ của thể công Việt theo là hạt nhân trong lối chơi của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh. Nếu các đồng đội xung quanh như Minh Tiến, Huỳnh Triệu tận dụng tốt hơn thời cơ, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể giành điểm hoặc thắng trận chia tay giải đấu. Gác lại trận đấu nhiều tiếc nuối, U19 Việt Nam có niềm tin nhiều hơn vào chính bản thân mình. Qua hai trận đầu tiên, U19 Việt Nam là đội duy nhất chưa ghi bàn. Tuy nhiên, trong mỗi trận đấu, cần nhấn mạnh là các đối thủ là đại diện của nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục, thì U19 Việt Nam cũng chỉ thủng lưới một bàn. Do đó, việc U19 Việt Nam có thể đặt mục tiêu giành điểm hay đánh bại U19 Uzbekistan không phải không có cơ sở. Về cơ bản, hàng thủ U19 Việt Nam thi đấu tốt. Họ duy trì được sự tập trung và mang đến nhiều nét tươi mới ở hai hành lang cánh, nơi có sự hiện diện của Khả Đức và Thanh Bình. Điều cần nhất lúc này là các tiền đạo cần chỉnh lại thức ngắm, sắc xảo hơn một chút U19 Việt Nam sẽ có bàn thắng và khiến đối thủ phải trả giá. Rất có thể ban huấn luyện sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung cũ là những Đình Hải, Quốc Khánh, Huỳnh Triệu, Nhạc Minh hay Công Phương. Ngoài ra, một số cầu thủ sẽ được tung vào sân để thi đấu, trải nghiệm. Đội tuyển U19 Việt Nam hướng tới trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu Việt Nam với đối thủ U19 Uzbekistan. Lúc này đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua cả hai trận đầu tiên ở giải giao hữu quốc tế Việt Nam trước Trung Quốc và Hàn Quốc. Cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số tối thiểu 0-1. Thực tế đây là điều tương đối dễ dự đoán khi các đội tham dự giải đều đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu Á. Trong khi đó, lực lượng của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự còn khá trẻ với nhiều cầu thủ sinh năm 2006 và 2007. Tuy nhiên màn trình diễn của đội tuyển U19 Việt Nam là tương đối đáng khen. Trước cả U19 Hàn Quốc và Trung Quốc, những học trò của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đều có những pha phối hợp tự tin. Nếu rất điểm nắn nót hơn, chắc chắn đội tuyển U19 Việt Nam đã có được bàn thắng đội tuyển U19 Uzbekistan cũng chưa có được chiến thắng nào ở giải giao hữu Việt Nam 2024. Ở trận gia quân đại diện Trung Á bị Trung Quốc cầm hòa không bàn thắng. Đến lượt trận thứ hai, đội tuyển U19 Uzbekistan tiếp tục hòa Hàn Quốc với tỷ số 1-1 dù là đội vượt lên dẫn trước. Lực lượng đội tuyển U19 Uzbekistan chuẩn bị đối đầu đội tuyển U19 Việt Nam phần lớn thuộc câu lạc bộ Olympic 2. Đây là đội bóng được thành lập riêng để tuyển chọn những cầu thủ trẻ Uzbekistan xuất sắc hướng tới mục tiêu tham dự Olympic Los Angeles 2028 câu lạc bộ chơi ở giải hạng 2 Uzbekistan và có nhiều cầu thủ từng tham dự U17 châu Á và U17 World Cup năm 2023. Sau hai lượt trận của giải U19 quốc tế, U19 Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng với 4 điểm và hiệu số dương 1, U19 Trung Quốc đứng nhì bảng, 4 điểm, hiệu số dương 1. Xếp thứ ba là U19 Uzbekistan với 2 điểm, hiệu số không và cuối cùng là U19 Việt Nam không điểm, hiệu số âm 3. U19 Uzbekistan có cơ hội vô địch nếu thắng cách biệt U19 Việt Nam nhưng U19 Việt Nam cũng có thể vươn lên nếu giành chọn 3 điểm trước đối thủ Trung Á.